Ok, hello mọi người. Hôm nay thì Dũng sẽ sử dụng một cái view mới, đó là mọi người sẽ nhìn thấy được khung cảnh ở phía trước và kể cả khung cảnh ở phía sau. Thì cái này là cảm ơn gì đó điện thoại đã tài trợ, tại vì nếu mà xài cam bình thường thì chắc là không 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 có tạo ra được một cái video nhìn nó cũng vui mắt như thế này. Thì Dũng muốn chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện thôi, một câu chuyện ngắn ngắn và nhỏ nhỏ thôi ha. Đó là một câu chuyện về trò chơi, và ở đây là con người rất đam mê trò chơi và rất thích chơi các cái trò chơi khác nhau. Thì con người nó dành thời gian rất là nhiều cho các cái trò chơi. Các bạn thấy rằng là gì đó đàn ông thì thích chơi bóng đá, chơi cầu lông, phụ nữ thì cũng thích chơi các cái trò chơi theo kiểu giống như là nấu ăn, thêu thùa. Và cái cuộc sống của con người nó sẽ luôn luôn là như vậy, nó sẽ là enjoy cái những cái trò chơi để tạo ra được những cái thành công nhỏ nhỏ và chúng ta cảm thấy vui. Ví dụ giống như là nếu mà chúng ta chơi đánh bài thì một cái ván bài mà chúng ta thắng giúp cho chúng ta cảm thấy rất là vui. Thua thì cũng làm cho chúng ta cảm thấy khao khát được chiến thắng đó. Thì cái trò chơi nó đã sinh ra là chúng ta đã quen với các cái trò chơi rồi. Ngay cả khi đi học cũng vậy, chúng ta luôn luôn mong muốn được điểm 9, điểm 10, muốn được học sinh giỏi, muốn là đứng nhất lớp. Và người ta hay nói một cái xu hướng gọi là gamification, tức là biến đổi cuộc đời thành hay là công việc nó trở thành các cái trò chơi, nó tăng cái tính hấp dẫn cho mọi người. Bản thân Dũng thì Dũng thấy chả cần nữa, tại vì bản chất thì mọi thứ nó đều là, đối với con người thì nó đều là trò chơi cả. Đối với Dũng thì chắc chắn là như vậy. Và Dũng có thể gọi cái cuộc đời của Dũng nó giống như là một cái game of life vậy đó, tức là chúng ta sống và chúng ta có một cái game. Trong cái game đó chúng ta chỉ có một mạng thôi, và chúng ta chơi cái trò chơi đó cho tới khi tới ngày mà chúng ta nằm xuống. Và trong cái game này thì nó sẽ không có exit, nó sẽ không có gì đó quyền được 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 restart. Chúng ta phải chơi cho tới khi nào mà chúng ta ngừng thở. Đó là một cái cuộc chơi mà nó rất là thú vị nếu như mà chúng ta sẵn sàng với cái tinh thần là ok, đây là một cái trò chơi mà tôi phải chơi, và tôi rất là thú vị với những gì tôi trải qua, đúng không? Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có chuẩn bị tinh thần cho cái game đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó khăn, mệt mỏi, bế tắc, vân vân. Thì bây giờ nếu mà giả sử giống như các bạn suy nghĩ đi hả, bây giờ những người là các bạn nữ thích chơi các cái game hay đây, các cái game về nông trại, chăm chút vườn tược, sản xuất bánh mì, rồi gì đó mua hoặc là trao đổi các cái vật phẩm với nhau. Các bạn thấy cái game hay đây nó giống cái gì? Nó giống với cuộc sống thường nhật của bạn. Như là bạn làm trang trại, bạn kiếm tiền, bạn mở rộng trang trại, bạn bán lúa, bán thóc, bạn khai hoang, bạn trồng cây, bạn bạn tạo ra một cái khu vườn đẹp, vân vân và vân vân. Thực chất nó rất giống với cuộc sống mà chúng ta phải sống, nhưng mà chỉ khác một cái thôi, nó dễ hơn nhiều, nó dễ hơn rất nhiều. Khi chúng ta bắt đầu chơi, chúng ta đã có sẵn một cái nhà. Khi chúng ta trồng cây thì chúng thay vì là coi như là 6 tháng, 1 năm mới có thu hoạch, thì bây giờ chúng ta chỉ cần mất có vài phút, nửa tiếng gì đó thì chúng ta đã thu hoạch được rồi.
Các bạn có thể nhớ đến những cái game giống như là Võ Lâm Truyền Kỳ. Ở trong đó bạn đóng vai một cái người anh hùng và các bạn kiếm tiền, với lại là các bạn kiếm gì đó, các cái thứ như là áo giáp này kia bằng cách là đi ra ngoài đường đánh quái, đánh thú, cứ trèo cái con pet của bạn, cái nhân vật của bạn, và bạn cứ đứng đánh thú cho tới khi nào nó ra được tiền và tăng sức mạnh của bạn lên. Ủa chứ nếu như mà trong trường hợp mà bạn là một nhân vật gian đồ hảo hán ở đời thật thì nó sẽ như thế nào? nó sẽ giống như là cái câu chuyện rằng là bạn sẽ phải gì đó đi tập võ rất là nhiều, bạn phải gì đó luyện tập không ngừng nghỉ ngày này qua ngày khác, đúng không? Chơi game nó cũng vậy, bạn cũng luyện tập nhưng mà nó cường độ nó sẽ thấp hơn, thành công nó sẽ đến nhanh hơn. Vậy thì trên thực tế game thực chất nó mô phỏng những cái câu chuyện ở đời thực và nó cho chúng ta được chơi trong một cái chu kỳ ngắn hơn và nó vui vẻ hơn, tại vì thực chất thì bạn chơi bạn cũng chả mất gì ngoài mất thời gian, một ít thời gian thôi. Đời thực thì nó khác lắm. Giả sử bạn tham gia game đua xe ở đời thực thì bạn có thể chết vì bạn đi xe nó quá nhanh, bạn ôm cua nó quá gấp khiến cho xe bạn bị lật, bạn có thể bị thương. Còn khi bạn đua xe trên game thì cùng lắm là xe lật thì bạn restart, bạn chạy lại, hoặc là nó lật xong nó cho bạn chạy tiếp luôn, hoặc là bạn đóng vai gì đó anh hùng đi đánh quân địch giống như là game Contra, đúng không, Rambo các kiểu. Thực chất thì nó quá dễ cho bạn, tại vì bạn cứ bắn súng tứa lưa vô người ta, xong rồi nếu mà lỡ mà bạn dính đạn của người ta thì bạn chết xong rồi, bạn có tới tận 3-4 mạng, cho nên là bạn được sống lại, bạn được chơi tiếp. Đó là game. Cuộc đời thì nó thực sự nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, và cái sự nỗ lực của bạn để mà bạn được đạt được những cái trạng thái mà giống như ở trong game nó sẽ vất vả hơn rất nhiều. Chỉ có một điều rằng là khi mà bạn chơi cái game của cuộc đời thì nó bạn không có quyền từ chối. Đấy, nếu mà bạn từ chối, bạn tránh đi thì bạn sẽ không có đạt được điều bạn muốn. Và cái game cuộc đời nó vì nó khó quá như vậy cho nên là thôi, người ta sẽ thích chơi cái game ở trong cái trò chơi hơn. Thực chất thì mình thấy là cái game nó cũng có những cái điều rất là hay, bởi vì dù sao thì nó cũng giúp cho chúng ta có được cái trí tưởng tượng nó tốt, nó cũng giúp cho chúng ta giải khuây, giải stress, bởi vì chúng ta cũng cần có những cái thành công nhỏ nhỏ, có những cái niềm vui nhỏ nhỏ, nó giúp cho chúng ta bớt cảm thấy stressful bởi những cái tình huống mà chúng ta không có giải quyết được trong đời thật, hoặc là rất khó để giải quyết và chúng ta phải chờ đợi ngày này qua tháng khác để mong chờ được giải quyết được cái tình huống khó khăn đó. Game nó là một cú cầm, cũng giống như là nhiều người nghiện thuốc cũng vậy, thuốc phiện ấy, để xem nó như là một cú cầm. Tất nhiên thuốc phiện thì nó dễ hơn rất là nhiều so với là chơi game. Và khi mà các bạn sa đà vô những cái game ở trên game quá thì các bạn quên đi cái cuộc đời thật của bạn. Cũng chả sao cả, nếu như mà bạn chơi game mà bạn không ảnh hưởng tới ai. Chỉ có một vấn đề rằng là nếu bạn chơi game quá nhiều thì không ai kiếm tiền ra để mà nuôi cho bạn. Bởi vì bạn mà trưởng thành rồi thì bạn phải tự nuôi chính bản thân, đúng không? Đó. Và khi mà bạn không có tiền thì nó sẽ sinh ra nhiều cái hệ lụy khác, giống như là trộm cướp rồi các kiểu ha. Thì cái đồng tiền mà trong đời thật thì nó luôn khó kiếm, mà nó là gọi là hard earned money đó. Thì chúng ta cần phải nhìn và chúng ta biết được thực tế của chúng ta rằng là tôi đang sống một cái cuộc đời
kéo dài tầm cỡ khoảng 60-80 năm, 60-80 năm. Và tôi cũng không có nhiều, quá nhiều coi như là thời gian để tạo ra cái chuyển biến cho cái cuộc chơi lớn đó. Tôi chỉ có ngừng ấy năm thôi. Và tôi phải chọn cái cách chơi của mình, phải không? Tôi có quyền đóng những cái vai mà tôi muốn. Tôi có quyền đóng cái vai là một anh giang hồ. Tôi có quyền đóng một cái vai là một anh doanh nhân. Tôi cũng có thể được đóng cái vai như là một anh cảnh sát, một anh công an, hoặc là một cái người quân nhân đi ra để bảo vệ biên cương, bảo vệ biển đảo. Và thực chất thì cái xã hội thì nó luôn luôn phân công công việc cho mọi người, và chúng ta lựa chọn cái công việc mà chúng ta cảm thấy chúng ta thích, chúng ta phù hợp và chúng ta làm. Và chúng ta chơi cái game đó, tức là đóng cái vai đó và thực hiện cái nhiệm vụ đó, công việc đó. Lỡ như mà chúng ta bị từ chối, không được làm công việc này, công việc kia, thì chúng ta sẽ đối xử với tình huống đó như thế nào? Trên thực chất thì nếu mà các bạn treat mọi thứ như là một cái game thôi thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không? Game thì nó, nếu mà bạn bị người ta đánh cho nó nằm xuống thì bạn lại đứng lên, bạn lại đi tiếp. Chứ cũng chả có cách gì khác, hoặc là bạn tắt game, bạn thôi, bạn không chơi. Hôm sau bạn chơi lại, bạn lại chơi lại game. Cuộc đời thì nó cũng tương tự vậy, bạn có quyền shut down, đi ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục chơi tiếp trò chơi. Bạn có thể thay đổi công việc, bạn có thể thay đổi nơi ở, bạn có thể chọn cách sống. Ví dụ giống như là Đức Phật, ổng là con của một ông vua, và ổng chọn rời bỏ cái nơi giàu sang phú quý đó để ông được sống một cái cuộc đời khác và chơi một cái game khác. Cái game của ổng là tìm cách giải thoát nỗi đau. Khi mà ông tìm ra được cách giải thoát nỗi đau thì ông sẽ dạy cho mọi người. Nói thế thì tôi hay là bạn hay là tất cả mọi người thì cũng đều như nhau thôi, đang chơi một cái trò chơi, và trò chơi đó nó có bắt đầu và nó có kết thúc, và điểm kết thúc là khi mà chúng ta nằm xuống. Cũng có những cái tay chơi người ta giỏi, người ta có thể tiếp tục chơi sau khi người ta đã chết. Nhưng mà cái trường hợp đó thì nó hơi ấy rồi, phải không? Vậy thì cái câu hỏi là trong cái game, trong cái trò chơi cuộc đời, bạn sẽ muốn đạt được cái gì, muốn thành công cái gì, muốn gì đó, đóng vai gì. Bạn có thể hoàn toàn đặt ra các cái mục tiêu. Bạn có thể coi như là thực hiện cái trò chơi đó, đóng vai anh nông dân, làm anh nông dân công nghệ chẳng hạn. Cũng có thể là bạn là một cái nhân viên văn phòng đi làm mỗi ngày, bạn đi làm văn phòng, bạn kiếm tiền, nhưng mà niềm vui chính của bạn là chơi mô tô, thể hiện cái thú vui đó, đi phượt khắp cả thế gian. Cũng có thể bạn giống như tôi, một người mà có vô khối các trò để chơi, các cái trò vui, kiểu giống như là nhiếp ảnh, viết blog, chia sẻ cái gì đó, những cái kinh nghiệm sống với người khác, hoặc là mentor, hoặc là coach mọi người. Bạn biết không, quan trọng nhất đó là bạn phải làm cho mình được vui. Bởi vì khi mà bạn cảm thấy vui vẻ thì cái cuộc sống của bạn nó sẽ giúp cho bạn tích cực hơn. Nhưng vui ở đây là cái niềm vui mà nó không có độc hại,
chứ niềm vui mà độc hại thì nó cũng 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 cực lắm ha, cũng cũng sẽ rất là nguy hiểm. Nên là bạn phải hỏi rằng là tôi đạt được niềm vui đó và side effect của nó là gì. Ví dụ giống như là chơi game không xấu, chơi game suốt ngày thì nó xấu. Đó. Tại vì làm cho bạn quên mất cái game chính của mình. Và gì đó, bạn thích sống một cuộc sống an nhàn tới cuối đời, bạn chỉ muốn coi như là giống như một người bình thường, enjoy buổi sáng với tách trà, với một ổ bánh mì, bạn sống cuộc sống rất là nhẹ nhàng, bạn chỉ cần minimal thôi, tức là số tiền bạn kiếm được rất nhỏ thôi, bạn vẫn sống thoải mái được, bạn hãy sống điều đó, hãy sống cách sống của bạn. Nếu như mà bạn muốn không muốn lập gia đình, bạn muốn sống một mình thôi, bạn không có muốn phải đèo bồng ai cả, bạn cũng không có muốn coi như là ai phải lo lắng cho mình cả, bạn có thể sống cách bạn muốn. Nhưng mà đó là những cái quyết định mà bạn không được phép gọi là đi đổ lỗi cho những người khác vì những quyết định của mình. Và bạn cũng có quyền thay đổi quyết định, tạo ra các cái ngã rẽ trong trò chơi. Những cái trò chơi giống như là Final Fantasy hoặc là Zelda, whatever, là những cái trò chơi mà mang nhiều cái kết mở, tại vì tùy theo bạn lựa chọn thì cái kết nó sẽ khác. Có những cái trò chơi mà nó, ví dụ những cái trò chơi mà mang tính chất chiến tranh, phiêu lưu hiệp nghĩa đi, thì nó cũng cho phép các cái nhân vật mà đi kèm được chết. Và khi các nhân vật đó chết thì bạn sẽ mất cái đoàn quân của mình, và cái cuộc chơi của bạn cũng sẽ đổi khác. Vậy thì hãy thử nghĩ về cái trò chơi của cuộc đời bạn. Đôi khi bạn tạo ra những cái quyết định, bạn thay đổi và nó tạo ra ngã rẽ, và con đường của bạn nó đi theo một lối khác, nó tốt hơn, nó tích cực hơn, nó vui hơn. Có đôi khi bạn cứ lấm dấm dúi đi theo một con đường mòn và bạn không biết nó đi về đâu, và bạn cảm thấy khốn khổ vì nó. Bạn có quyền chọn ngã rẽ cho mình. Thậm chí bạn cũng có quyền chấm dứt cuộc chơi. Nhưng mà cách chấm dứt cuộc chơi thì thật là chán, đúng không? Tại vì bỏ chơi giữa chừng như vậy nó kỳ lắm. Đó. Cho nên là chúng ta phải tiếp tục. Và chơi game thì càng khó bạn mới càng thấy thú vị. Kiểu giống như là ngày xưa mà các bạn nam hay thích chơi Lara Croft hả? Đi tìm mộ cổ đó, đi đào mộ đó, cô gái đào mộ. Thì cái game mà càng khó bạn càng thích. Vậy mà trong cuộc đời ai cũng mong là mọi thứ nó dễ dàng với mình. Ai cũng mong tất cả mọi thứ nó diễn ra nó thật là dễ. Ai cũng mong là có thật nhiều tiền. Nhưng mà chả ai mong là những cái thách thức, những cái khó khăn nó đến với mình cả. Sao nó khác nhau vậy? Cũng là trò chơi thôi mà, đúng không? Cuộc đời nó cũng là trò chơi thôi. Sao lại khác nhau vậy? Tại vì sao chơi game thì mình muốn thiệt khó để mình chơi cho nó vui. Mà cuộc đời thì mình lại ngán. Cũng có những người chơi game họ thích chơi để giết thời gian thôi. Người sống trong đời sống bạn cũng có thể rất là dễ dàng giết thời gian. Bạn có thể hẹn một ai đó ra ngoài đường ngồi uống cà phê chém gió với mấy bà bán nước chẳng hạn, nó cũng giết thời gian. Bạn có thể đi kiếm các cái thư viện, bạn vô bạn đọc sách, bạn vừa đọc được rất nhiều thứ và bạn cũng giết được thời gian. Bạn có thể nằm dài ra ngủ một giấc, bạn cũng giết được thời gian. Tất cả là sự lựa chọn của chúng ta hết. Đấy. Và cái trò chơi đó nó có đủ vui để cho bạn có thể kể lại với mọi người hay không thì cũng tùy thuộc vào bạn. Mình thì mình thích làm người kể chuyện. Và bởi vì vậy cho nên là mình cũng thích chơi những cái trò chơi mà nó có nhiều sự thú vị. Một trò chơi mà nó mang tính chất nhàm chán và không có thách thức thì mình thường không có mê lắm.
mình cũng không có thuộc loại là mê tích lũy ra được thật nhiều tiền. Mình thích trải nghiệm hơn, thích experiment hơn. Và mình vừa thích tạo ra sản phẩm, tạo ra coi như là các cái thứ cho người khác trải nghiệm, nhưng mà mình cũng thích trải nghiệm những cái đồ vật của người khác tạo ra. Và cái đó nó gì đó, nó khiến cho mình cảm thấy gì đó rất là tốn kém khi mà trải nghiệm rất là nhiều thứ khác nhau. Tuy nhiên thì at the end of the day vẫn là vui đúng không? Và với mình thì mình thấy là sống một cuộc sống nó phải có lúc lên lúc xuống, nó cũng phải có những cái sự ưu tiên khác nhau, những sự lựa chọn khác nhau. Ở mỗi độ tuổi chúng ta có một cái sự ưu tiên khác nhau. Và khi chúng ta trẻ thì chúng ta nên chơi thật nhiều, học cũng nên học thật nhiều, để cho chúng ta có thể sống một cái cuộc sống nó cân bằng, nó vui vẻ. Càng lớn thì chúng ta nên chơi những cái trò chơi mà nó sâu sắc hơn, nó khó hơn. Tại vì chúng ta đã lớn và đã trưởng thành rồi, chúng ta có thể có kinh nghiệm rồi. Nhưng nói chung thì một con người mà nếu là muốn trở thành một cái tay chơi mà nó tốt, nó giỏi, nó lão luyện thì bắt buộc là họ phải phải kinh qua, phải trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều cái biến cố khác nhau, thì những người đó mới có sự trải đời và họ trở nên hữu ích với những người khác. Còn nếu như mà một cuộc sống mà chúng ta chọn một cái cách sống mà nó yên bình, thoải mái, không bao giờ có các cái thách thức thì nó cũng tốt thôi. Nhưng mà nó sẽ không quá thú vị. Ok, thì hôm nay lan man thôi. Tại vì mình có một cái việc mình cũng cần phải suy nghĩ và cần phải ra sự chọn lựa, cho nên là mình cũng cũng hơi stress chút và nói lan man để gọi là xả bớt cái stress của mình ha. Thì trong cuộc đời là vậy đó, sẽ có đôi lúc bạn phải rất là vất vả, rất là khó khăn để mà đưa ra được một sự lựa chọn. Và cho dù có lựa chọn như thế nào thì cũng sẽ không hối hận. Đấy, vậy thôi. Ok. Chúc mọi người có một cái ngày làm việc vui vẻ. Hôm nay thì mình nghỉ một nửa buổi sáng mà. Nên là bây giờ thì 12 giờ mình mới mới lên công ty. And enjoy your game. Your life and your game of life. Bye bye mọi người.